chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Chương trình kỳ này có những nội dung chính sau đây. Bộ Quốc phòng tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2015. Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 7. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ đội về làng. Phần cuối chương trình là phóng sự Trường quân sự Quân khu 7, 70 năm xây dựng và trưởng thành. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Ngày 10 tháng 12, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2015 tại 127 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Năm 2015, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới sâu sát, nắm chắc cơ sở, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, triển khai quyết liệt, toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là toàn quân nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo biên giới vùng trời của Tổ quốc, là lực lượng chủ lực trong phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị, gìn giữ trật tự an toàn xã hội ở địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Toàn quân luôn kiên định vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu, nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ngày 12 tháng 12 năm 2015, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị bàn giao Tư lệnh Quân khu 7. Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và cơ quan Bộ Quốc phòng đến dự. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7, giữ chức Tư lệnh Quân khu 7. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phương Minh Hòa chúc mừng Trung tướng Trần Đơn và Trung tướng Võ Minh Lương được bổ nhiệm nhiệm vụ mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao thành tích, sự cống hiến của hai đồng chí và chúc trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Trên cương vị mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, kết hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời mong muốn thời gian tiếp theo nhận được sự quan tâm hơn nữa của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan, ban, bộ, ngành để hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 7 tháng 12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện đề án của Chính phủ về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gọi tắt là đề án 1237, giai đoạn 2013-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ đầu năm 2013 đến nay, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên các tổ chức, các lực lượng tích cực tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập từng bước được mở rộng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 1237 quốc gia cũng đã trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, thường xuyên kiểm tra quản lý tình hình, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được gần 8.000 hài cốt liệt sĩ cả trong nước và ở Lào, Campuchia. Riêng Quân khu 7 từ năm 2013 đến nay đã quy tập được 865 hài cốt liệt sĩ. Ngày 12 tháng 12 năm 2015, đoàn đại biểu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2015,
Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 thân mật đón tiếp đoàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Nguyễn Thành Phong mong rằng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm và giúp đỡ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động để lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 trân trọng cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và mong rằng Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm giúp đỡ lực lượng vũ trang quân khu 7 nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 12 năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức lễ khai trương hai chi nhánh ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là Phú Nhuận và Bình Chánh. Đến dự lễ có Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7, Thiếu tướng Lê Công, Tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội, đại diện Ngân hàng Nhà nước cùng các đối tác trong và ngoài quân đội. Việc khai trương chi nhánh MB Phú Nhuận và MB Bình Chánh đã nâng số điểm giao dịch trên toàn hệ thống MB lên hơn 220 điểm. Các chi nhánh mới đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời tạo cơ hội khai thác tối đa thị trường, nâng cao thị phần của MB tại thị trường lớn nhất cả nước. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Công, Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội cho biết, trong chiến lược phát triển khu vực phía Nam cũng như chiến lược phát triển mạng lưới của MB giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020, MB sẽ tập trung phát triển mạng lưới, mở rộng thị trường kinh doanh tại khu vực phía Nam, ưu tiên những địa bàn đã có khách hàng truyền thống, các trung tâm kinh tế lớn, vùng kinh tế trọng điểm. Với việc mở rộng mạng lưới chi nhánh tại khu vực phía Nam sẽ đưa hệ thống ngân hàng chuyên nghiệp hiện đại ngày càng đến gần với khách hàng, cũng như cung cấp thêm các lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người dân, tổ chức trên địa bàn theo đúng tiêu chí ngân hàng thuận tiện với mọi khách hàng. Tính đến nay, hệ thống mạng lưới giao dịch của MB đã mở rộng đến hầu hết các tỉnh thành, các khu vực kinh tế trọng điểm trên toàn quốc và hai chi nhánh ở Lào, Campuchia. Chính thức đi vào hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh các sản phẩm quy động cho dây truyền thống, MB cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ ngân hàng hiện đại mang tính tiện ích cao và triển khai nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng được nhu cầu cho dây phục vụ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Các hoạt động giao dịch được kết nối trực tuyến với hội sở chính và toàn hệ thống nhằm phục vụ khách hàng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng từ cơ bản đến hiện đại, thiết thực với nhu cầu của khách hàng. Thanh Sơn vốn là xã nghèo của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, với đa số là người dân tộc thiểu số sinh sống. Đường xá trong xã phần lớn là đường đất đỏ, lầy lội khi mùa mưa và bụi khi trời nắng. Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động tham gia phong trào lực lượng vũ trang quân khu 7 chung sức xây dựng nông thôn mới, lữ đoàn 25 quân khu 7 cùng với các lực lượng của tỉnh Đồng Nai đã đến cùng với nhân dân làm con đường mới tại ấp 7. Ngày tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận trong không khí vui tươi phấn khởi. Từ khi bà con ấp 7 nhận được tin vui có bộ đội lữ đoàn 25 quân khu 7 và các lực lượng của tỉnh Đồng Nai, của huyện Định Quán về làm mới con đường dẫn vào ấp, ai ai cũng mong chờ. Con đường chỉ khoảng 3,5 km nhưng thật sự là vất vả cho bà con trong việc đi lại, bởi mặt đường chỗ thì lồi lõm ngập nước, chỗ thì hẹp lại cây cỏ lấn chiếm. Hôm nay ở ấp 7 thì với người dân ở đây thì rất là vui mừng được cái sự quan tâm của lữ đoàn 25 công binh cũng như lãnh đạo của tỉnh, của huyện, của xã đã quan tâm tới cái ấp 7 là ấp vùng sâu vùng xa, đường xá đi lại rất là khó khăn, rất là khổ, nhất là mùa mưa. Thì đây là cái đường đi vào cái khu vực đồng bào dân tộc có hơn 100 hộ thì đường đi lại rất là khó khăn. Thì được sự quan tâm của lữ đoàn 25 công binh được về đợt này làm dân vận ở đây thì người dân ở đây rất là vui mừng. Buổi ra quân làm mới tuyến đường ấp 7, nhân dân cùng các lực lượng địa phương và lữ đoàn 25 cùng nhau chung tay xây dựng tuyến đường. Niềm vui của nhân dân được bù đắp khi sắp tới đây tuyến đường 3,5 km lầy lội khi xưa được thay tấm áo mới với thảm nhựa suốt chiều dài con đường. Bên cạnh đó, các lực lượng còn tiếp tục mở một tuyến đường mới tại ấp 7 với chiều dài 2,2 km để phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân trong ấp.
Cái dân vận lần này ấy, thì các hoạt động của nó thì tập trung vào cái việc tuyên truyền các cái cho nhân dân địa phương trên địa bàn nắm được cái chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đặc biệt về cái chính sách tôn tộc, dân tộc, tôn giáo. Bởi vì ở cái khu vực này hầu như là 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách, khám bệnh, cấp phát miễn phí cho bà con tham gia cái xây dựng cái nông thôn mới, tổ chức làm cái đường cứng hóa, để tới đây là địa phương có cái chủ trương là cứng hóa cái tuyến đường bê tông liên thôn. Ngoài việc xây dựng mới tuyến đường tại ấp 7, lữ đoàn 25 và địa phương còn tặng những phần quà thiết thực cho nhân dân và tặng học bổng, xe đạp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học của xã. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kính, đoàn đã ân cần thăm hỏi chúc mẹ nhiều sức khỏe, sống vui cùng gia đình và con cháu. Tại trạm y tế xã, đoàn y bác sĩ của lữ đoàn 25 đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho hơn 100 lượt nhân dân trong xã. Hôm nay thì cái lữ 25 về thì chúng tôi là một cái điều đáng mừng, mà không phải chúng tôi mà bà con nhân dân của cái ấp 7 thì rất là hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Thì hôm nay chúng tôi làm cái tuyến đường này phải gần 4 cây số, thì cái này cũng sự phối kết hợp giữa lữ 25 công binh đem phương tiện máy móc về mà xuống đây mà giúp đỡ bà con nhân dân của xã Thanh Sơn. Nội dung thứ hai là về cái công tác khám chữa bệnh, khi mà các y bác sĩ của lữ 25 công binh về mà khám bệnh đây là mừng lắm. Với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 25 về làm công tác dân vận vừa là nhiệm vụ và cũng là vinh dự, trách nhiệm. Những việc làm trên đã thực sự để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, đồng thời giữ vững và phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ với nhân dân. Ngày 10 tháng 12, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức đêm chung kết liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động quốc phòng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu. Với chủ đề Tự hào người lính thợ miền Đông, các đơn vị dự thi đã đem lại nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng, truyền thống hào hùng, tinh thần đoàn kết sáng tạo, tự lực tự cường của lực lượng vũ trang quân khu 7. Kết quả giải nhất thuộc về khối công đoàn cơ sở của kỹ thuật quân khu, công đoàn cơ sở công ty dệt may 7 và công đoàn cơ sở trường quân sự quân khu. Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng giấy khen và phần thưởng giải A, giải B, giải C và giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc. Ngày 4 tháng 12, đoàn chủ nhiệm Văn phòng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Đại tá Lý Tu Hoa, Phó chủ nhiệm Văn phòng gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Sau khi tham quan và tìm hiểu hoạt động, biên chế tổ chức và các giai đoạn chuẩn bị của Bệnh viện Dã chiến số 1 của Việt Nam, đoàn chủ nhiệm Văn phòng gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng Trung Quốc đánh giá cao mọi công tác chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan của Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và ban giám đốc bệnh viện quân y 175. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, triển khai và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở địa bàn phái bộ Liên hợp quốc của Trung Quốc tại các nước hơn 12 năm qua. Đây là hoạt động góp phần tăng cường hiểu biết nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, thông qua công tác trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo chuyên môn trong việc triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở địa bàn phái bộ Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, tại ấp Kinh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tân Thạnh. Trong 4 căn nhà, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ xây 2 căn, Công ty Đông Hải, Quân khu 7 hỗ trợ 2 căn, mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Đông Hải và Ban Liên lạc Truyền thống Cơ quan Cục Chính trị khu 8 còn tặng cho các gia đình những vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Đây là hoạt động thường xuyên của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và gia đình nghèo trên địa bàn Quân khu 7, giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 chúc mừng các gia đình có được ngôi nhà mới, đồng thời mong rằng cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách để có chính sách hỗ trợ kịp thời. 16 hộ dân được trao tặng nhà tình thương lần này trước kia định cư tại Sóc Bù Ca, đội 6 ấp Tân Lập, xã Phú Nghĩa, với quy mô 42 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Stiên.
Do là địa bàn vùng sâu vùng xa của xã nên đường giao thông đi lại rất khó khăn. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bay đỏ trời, cộng với cách nghĩ cách làm lạc hậu nên đời sống của nhân dân Sóc Bù Ca còn gặp rất nhiều khó khăn. Thấu hiểu được những thiếu thốn vất vả của người dân, đầu năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 quân khu 7 đã thống nhất xây dựng khu định cư thuộc dự án di dời và ổn định dân di cư tự do trong lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Mập thuộc thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Công trình đầu tư xây dựng bao gồm đường vành đai đổ bê tông, đường điện và nước sạch đến từng hộ dân. Và bước đầu đã xây dựng 16 căn nhà, mỗi căn có diện tích gần 50 m², tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập, Đoàn 778, công ty Đông Hải, công ty Dệt May 7, công ty Tây Nam đóng góp. Trách nhiệm quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào dân tộc, người nghèo, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, chính sách tái định cư cho các hộ dân di cư tự do, các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn đã và đang được huyện Bù Gia Mập hết sức quan tâm, triển khai thực hiện và từng bước đạt được hiệu quả cao. Tại lễ bàn giao nhà huyện Bù Gia Mập, các công ty đơn vị thuộc quân khu 7 và các nhà hảo tâm còn tặng cho các hộ gia đình được tặng nhà đợt này những vật dụng thiết thực trong cuộc sống. Được sự đầu tư nguồn vốn kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập, sự tài trợ nguồn vốn của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 đã thể hiện tình quân đối với dân, nghĩa tình, nhân ái. Tôi rất vui mừng, phấn khởi và biết ơn đến lãnh đạo các cấp. Có nhà, có điện, nước sạch và đất sản xuất, rồi đây các hộ gia đình này sẽ chấm dứt cuộc sống du canh du cư, nay đây mai đó, phá rừng làm rẫy. Chúng ta tin tưởng rằng đời sống vật chất và tinh thần của họ sẽ khá lên, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới huyện Bù Gia Mập ngày càng giàu đẹp. Tuần qua, Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội với số tiền 60 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên, y bác sĩ bệnh viện đóng góp. Bệnh viện Quân y 7A đã mua 100 thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người dân xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 7A còn hỗ trợ 40 triệu để xây dựng ngôi nhà tình thương cho gia đình bà Võ Thị Trưa, ngụ tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, phối hợp với Ngân hàng Quân đội chi nhánh Chợ Lớn tổ chức tặng quà, và bệnh viện hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng ngôi nhà đồng đội cho gia đình ông cựu chiến binh Thi Văn Tính, ngụ tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ngày 13 tháng 12 năm 2015, tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Trường Cao đẳng Nghề số 7 tổ chức khai giảng lớp đào tạo lái xe ô tô khóa 2 cho hơn 60 học viên là cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 302 và các đối tượng có nhu cầu học lái xe trên địa bàn xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Điểm mới trong đợt này đó là trong số hơn 60 học viên thì có gần 50 học viên là những chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 sắp xuất ngũ. Vì vậy, khóa học này sẽ giúp cho các học viên tiết kiệm được về thời gian cũng như phụ phí sinh hoạt trong học tập. Sau khi xuất ngũ, các học viên chỉ cần tập trung tại trường khoảng 2 tháng để ôn luyện và thi cấp bằng. Đây là điểm mới và sẽ được nhà trường tiếp tục thực hiện tại các đơn vị khác trong thời gian tới. Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1945, 22 tháng 12 2015 và 70 năm thành lập Quân khu 7, tại nhà thi đấu Quân khu 7, Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thi đấu tennis, cầu lông, bóng bàn lần thứ 2 năm 2015. Tham gia thi đấu có hơn 300 tay vợt là cán bộ hội viên thuộc 23 chi hội cựu chiến binh các quận, huyện, thành phố. Hội thao được tổ chức nhằm tuyên truyền, cổ vũ, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở các cấp hội cựu chiến binh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên, với mục tiêu giao lưu học hỏi, phát huy phẩm chất và ý chí cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Tất cả các vận động viên đều nỗ lực thi đấu, tạo ra nhiều trận cầu hay, nhiều pha bóng đẹp. Ngày 11 tháng 12, Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 12 tháng 12 1945, 12 tháng 12 2015 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng đông đảo cán bộ học viên nhà trường qua các thời kỳ về dự lễ kỷ niệm. Trong dòng chảy lịch sử gắn với những chiến công hiển hách của lực lượng vũ trang Quân khu 7, Trường Quân sự Quân khu 7 vinh dự là một trong những đơn vị được thành lập từ rất sớm,
và luôn khẳng định vị trí hết sức quan trọng với vai trò là cây nôi đã đào tạo ra lớp lớp cán bộ quân sự chính trị, làm nòng cốt trong xây dựng lực lượng vũ trang khu 7 vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ra đời trong bối cảnh vô cùng ác liệt của chiến trường Nam Bộ, với hào khí miền Đông gian lao mà anh dũng, suốt 70 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ học viên trường quân sự quân khu 7 luôn kiên định khẩu hiệu hành động: nhà trường là chiến trường, kết quả học tập là chiến công, đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đóng góp xứng đáng vào thành tích hào hùng của quân dân khu 7, góp phần xây đắp nên truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 7, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vấn đề xây dựng, rèn luyện, phát triển lực lượng vũ trang của Đảng giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Trong đó, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ trở nên cấp bách. Với tầm nhìn chiến lược sắc sảo, ngày 12 tháng 12 năm 1945, khu trưởng Nguyễn Bình quyết định thành lập trường quân chính khu 7 tại An Sơn, Thủ Dầu Một, trên cơ sở tổ chức lại trại huấn luyện Vĩnh Cửu, Bình Đa. Trại huấn luyện Vĩnh Cửu là trung tâm huấn luyện quân sự được thành lập sớm nhất ở Nam Bộ, ra đời ngày 26 tháng 9 năm 1945 do tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa tổ chức lãnh đạo. Liên tục trong suốt 15 năm, từ 1961 đến 1975, nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng trên 6.000 cán bộ từ tiểu đội, huyện đội cho đến tiểu đoàn, trung đoàn, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường còn trực tiếp tham gia nhiệm vụ quốc tế. Ngay khi thành lập trường quân chính mặt trận 479 và 779, ngày 18 tháng 2 năm 1985, phần lớn lực lượng cán bộ giáo viên nhà trường được giao nhiệm vụ làm nòng cốt xây dựng phát triển trường quân chính ra mặt trận. Đồng thời, nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ giúp bạn Campuchia đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang cách mạng, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước. Ngày nay, trường quân sự quân khu có sự phát triển mạnh mẽ cả về diện mạo lẫn quy mô. Được sự quan tâm của trên trong khuôn viên này, từ một vùng đất khô cằn hoang hóa được quy hoạch cân đối, hài hòa. Những ngôi nhà tôn cũ kỹ được thay bằng những dãy nhà làm việc, giảng đường, hội trường kiên cố, khang trang. Nhiều công trình tiện ích, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội được đầu tư xây mới. Với công sức của cán bộ, chiến sĩ, học viên, các thế hệ đã tạo nên không gian xanh mướt, sạch đẹp. Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ, ở bất kỳ giai đoạn nào, trường cũng luôn xác định. Nâng cao chất lượng học tập của học viên là nhiệm vụ then chốt của nhà trường. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn trường đã tập trung quản lý giáo dục học viên, xây dựng động cơ, quyết tâm, tinh thần nỗ lực phấn đấu, vươn lên học tập tốt. Do vậy, kết quả học tập của các đối tượng đào tạo, huấn luyện hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, với tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 76%. Hiện nay nhà trường đang quản lý và huấn luyện 17 đối tượng với 32 chuyên ngành khác nhau. Tổng số học viên, sinh viên khoảng trên 10.000 mỗi năm. Ngoài ra, nhà trường đảm nhiệm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2 trên địa bàn quân khu và đối tượng 2 trong lực lượng vũ trang quân khu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, nhà trường đang tiến hành xây dựng đề án phát triển nhà trường đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bằng tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tập trung
ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Đi đôi với việc lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo xây dựng nhà trường chính quy vững mạnh toàn diện. Nhiệm vụ xây dựng chính quy vững mạnh toàn diện được cụ thể hóa bằng các tiêu chí sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường và được quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của nhà trường đã có bước phát triển mới. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, chú trọng giáo dục truyền thống, giúp cho cán bộ giáo viên, học viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trình độ cả về lý luận lẫn thực tiễn, đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiến kế, hiến công, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong những năm qua, nhà trường đã tập trung mọi nỗ lực xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chúng tôi tập trung đột phá vào nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 có hiệu quả. Cũng từ đó, những năm qua thì nhà trường đã có sự chuyển biến toàn diện khá vững chắc về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên của nhà trường trong thời gian vừa qua. Các mặt công tác hậu cần tài chính, kỹ thuật những năm qua luôn bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong kháng chiến, cán bộ học viên nhà trường vừa huấn luyện, vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất. Ngày nay, nhà trường phát huy tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, tập trung khai thác thế mạnh tại chỗ, quy hoạch đầu tư xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung với đa dạng chủng loại vật nuôi cây trồng cơ bản, cung cấp đủ thịt cá, rau củ quả đưa vào bữa ăn của cán bộ học viên. Tổng thu từ nguồn tăng gia sản xuất trong những năm qua đạt hàng chục tỷ đồng, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt của nhà trường, bảo đảm tốt đời sống bộ đội. 70 năm xây dựng, chiến đấu, từ mái trường này đã có hàng vạn cán bộ quân sự chính trị, chuyên môn kỹ thuật, cán bộ quân sự địa phương phục vụ trong lực lượng vũ trang quân khu 7 cũng như trong toàn quân. Trong số đó có gần 40 vị tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiến sĩ khoa học, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo ưu tú, hiện đang đảm nhiệm nhiều trọng trách ở quân khu, Bộ Quốc phòng và các cơ quan dân chính đảng, đã và đang thực hiện tốt chức trách vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân khu 7 hết sức là ghi nhận và biểu dương những thành tích, những chiến công, những nỗ lực phấn đấu ấy của trường quân sự quân khu. Nhưng có lẽ cái gia tài lớn nhất mà cán bộ chiến sĩ học viên của trường quân sự quân khu tạo dựng nên đó chính là cái bản lĩnh chính trị của những người làm công tác đào tạo cho lực lượng vũ trang quân khu. Và hiện nay, để xứng đáng với truyền thống 70 năm của trường quân sự quân khu, của lực lượng vũ trang quân khu, cái mà chúng ta cần làm chính là xây dựng cái môi trường sư phạm quân sự của quân khu. Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu hết sức tin tưởng và kỳ vọng vào sự trưởng thành tiến bộ của cán bộ chiến sĩ học viên công nhân viên chức quốc phòng của trường quân sự quân khu. Ghi nhận những đóng góp to lớn của trường trong sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhà trường nhiều huân chương chiến công, huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, năm 2004, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm gần đây, nhà trường thường xuyên được nhận cờ bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về thành tích xuất sắc trong giáo dục đào tạo, trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.